Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV Có một sự thật là hơn 20 năm Từ ngày mà Nhí lên Sài Gòn tới giờ là Nhí chưa ăn được cái món lẩu cù lao Mặc dù là mình cũng về đám cưới mười mấy hai ba lần rồi Nhưng mà không có lần nào được hên ăn cái lẩu cù lao hết Dưới quê bây giờ cũng rất là phát triển Đám cưới toàn đại những cái món ăn mới, những cái món ăn ngon không à Lâu lâu thì mới có một cái đám cưới có cái món lẩu cù lao thì tình hình mấy bữa trước có bà chị yêu cầu nhí chia sẻ cái món này thì hôm nay nhí sẽ hướng dẫn cái món này để tặng cho bà chị cũng như gửi tặng đến tất cả các bạn còn bây giờ thì nhí xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo cái cách làm à, đầu tiên thì mình có chuẩn bị khoảng một ký xương à, bên đây thì mình có một ít tôm một ít gan một ít tim và một ít thịt nạc Bên đây thì mình có một ít da heo thì cái da heo khô này các bạn mua về mình ngâm nước lạnh khoảng 15 đến 20 phút sau đó các bạn rửa lại thật là sạch mình lấy hai cái tay mình vò sau đó các bạn cắt miếng và mình ngâm lại nước sôi Bên đây thì mình có khoảng 20 gram tôm khô mình đã ngâm nước sôi Về phần rau thì nhí có hành tây nè bông cải xanh nè cà rốt nè rau cần tàu ớt nấm và bông cải trắng lẩu cù lao thì có nhiều nơi nấu khác nhau có nhiều người thì nấu có bắp cải nè có nhiều người thì nấu có cải thảo hoặc là cải thìa thì với cái phần gao này thì các bạn tùy cơ ứng biến ví dụ các bạn thích cái loại nào thì mình sử dụng cái loại đó đầu tiên thì mình sẽ đi nấu nước lèo thì với cái cách nấu nước lèo thì nhí đã chia sẻ rất là nhiều cái video rồi thì mình sẽ chặn xương qua và mình nấu để cho cái nước lèo được trong hơn còn công thức chi tiết thì nhí sẽ để ở trên màn hình ở cuối video cho các bạn hoặc các bạn có thể chi cập vào phần mô tả, phần thông tin cũng có nha. Thì nhí sử dụng là 3 lít nước và mình sẽ hầm với một củ hành tây, nửa củ cà rốt và 20 gram tôm khô. Và mình sẽ hầm cái nồi nước lèo này cỡ khoảng 2 tiếng và mình hầm lửa nhỏ. Trong thời gian này thì mình sẽ đi sơ chế cái phần rau cải nè cũng như cái phần thịt. Đối với cái phần nấm đông cô thì mình sẽ khứa như thế này nè. Thì nó sẽ rất là đẹp để nhí kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là vui nè lẽ ra hôm nay là khoảng 8 giờ nhí mới đi chợ nhưng mình nhớ trực là hôm nay mình nấu cái món lẩu cù lao nên khoảng 3 giờ sáng là mình dậy mình đi chợ rồi như vậy nó mới kịp các bạn nên mình đi chợ thì mình mua xương mình mua có khoảng nửa ký thôi gặp được cái bà chị bán thịt vui tính bà hỏi mua làm gì mà có nửa ký xương thì mình mới nói là mua về để nấu lẩu cù lao bà nói nấu lẩu cù lao là phải nhiều xương nước lèo nó mới ngọt thấy vậy bà cho mình thêm nửa ký xương nữa các bạn vô kèo luôn bữa nay đi chợ sớm trúng mánh và nói là con trai mà nấu ăn á, là con gái nó khoái lắm nghe nghe tới đây là mình hú hồ chi mén luôn con vợ mình đã nghe được là tới công chuyện với mình luôn thôi bây giờ mình quay lại cái câu chuyện dẫu cù lao nha thì với cái cà rốt thì nhí sẽ cắt thịt hoa cắt mỏng vừa phải hành tây thì mình cắt muối cao bông cải trắng và bông cải xanh thì mình cắt miếng nhỏ vừa ăn cái phần cần tàu thì mình sẽ cắt khúc như vậy thì mình đã sơ chế xong cái phần rau cải. Riêng cái phần thịt nạc, phần tim, phần gan thì các bạn sẽ cắt lát mỏng vừa ăn. Tôm thì nhí đã cắt gâu, cắt đầu và mình lấy cái phần chỉ lưng đã xong hết rồi. Thì sau khi mình sơ chế xong thì cái phần nước lèo đã sôi thì lúc này các bạn nhớ mình vớt bọt. Và nấu nước lèo thì cái giai đoạn đầu tiên lúc mới sôi thì rất là quan trọng các bạn cứ để lửa lớn cho nó sôi cả khoảng từ 3 đến 5 phút. Để cho cái phần bọt nó nổi lên hoàn toàn Như vậy thì mình vớt hết thì cái nước lèo nó sẽ rất là trong nha Thì sau khoảng à, gần 2 tiếng cái nồi nước lèo nhí nấu đã hoàn thiện rồi nè Thì bây giờ mình sẽ vớt cái phần xương ra và mình sẽ đi niêm gia vị nha Với cái công thức là 3 lít nước thì mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối hột Một muỗng gửi bột niêm Nửa muỗng cà phê đường Một muỗng cà phê nước mắm thì bây giờ nhí sẽ vớt xương ra xong và cái phần tôm khô thì mình sẽ giữ lại lúc này thì mình vẫn mở lửa và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần à, gia vị vào nhí múc vào đây một ít nước lèo mình quậy ra là cho nó tan nhanh và các bạn lưu ý khi các bạn nấu nước lèo mà có cái phần tôm khô á thì nó sẽ có một cái độ mặn nhẹ nhất định nha nên các bạn niêm phải à, trừ ra sau khi cái phần à, gia vị này nó tan hoàn toàn thì mình sẽ niêm lại và đồng thời các bạn cũng có thể điều chỉnh theo cái vị của mình nha mình niêm lại cái phần nước lèo thấy rất vừa ăn rồi rất là ngọt nước nè và rất là thơm thì bây giờ nhí sẽ xếp cái phần rau cải cũng như cái phần thịt này ra một cái lẩu sau cùng là mình cho lên trên mặt là một ít hành phi nè tiêu nè và cái nội dung chính của cái món lẩu cù lao là cái phần hành phi và phần cần tàu là không thể thiếu nha các bạn khi mình chan cái phần nước lèo vào thì rất là thơm đây là một cái hương vị mà hơn hai năm rồi hôm nay nhí mới có cơ hội mình thưởng thức lại tuy nhiên cái lẩu cù lao nhưng mà để ra một cái lẩu bình thường nhưng mà cái hương vị thì vẫn là cái hương vị của lẩu cù lao như các bạn thì đây là một cái món ăn mà nhí chia sẻ để tặng cho một cái bà chị cũng như gửi tặng đến tất cả các bạn nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ để lại cho nhí xin một like Giúp Nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho Nhí xin một lượt đăng ký kênh để Nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Nhí mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Đây là cái món lẩu cù lao, cái phần nước lèo thì rất là ngọt và rất là thơm, một hương vị không bao giờ quên. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món lẩu thật là ngon. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.